tiêm chủng vẫn đang được coi là một trong những biện pháp nhanh nhất để tiến tới sống chung với COVID-19. Dù vậy, thì tình trạng lưỡng lự ở một số quốc gia đang buộc các chính phủ phải học hành động quyết liệt hơn để đảm bảo nỗ lực kiểm soát đại dịch không bị trì trệ. Tại Hy Lạp thì cũng như vậy, hàng triệu người dân nước này đang đứng trước nguy cơ là không được phép tham gia các hoạt động xã hội vì từ chối chủng ngừa vaccine COVID-19. Hàng dài người đứng xếp hàng trước các cửa tiệm thủ đô Athens, Hy Lạp hôm 6 tháng 11, ngày đầu tiên nước này áp dụng các biện pháp hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Từ đầu tháng 11, số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng cao kỷ lục, buộc chính quyền phải ban hành quy định cấm những người chưa tiêm vaccine đến quán cà phê, nhà hàng, các dịch vụ nhà nước và ngân hàng. Còn những người đã tiêm chủng phải xuất trình chứng nhận mới được vào trong. Nếu không đạt được tỷ lệ tiêm chủng, chúng ta sẽ không được an toàn. Vì thế, các biện pháp này là cần thiết, dù có gây phiền phức. Chúng tôi là những người đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng lại phải trả giá vì những người từ chối làm điều đúng đắn. Trong số các quy định mới được ban hành, người lao động chưa tiêm vaccine cũng phải xét nghiệm 2 lần một tuần mới được đến nơi làm việc.